tài là có tiền rồi anh ơi. Nice. Vậy à, các bạn thấy đội tuyển Việt Nam nữ đá như thế nào? Tự hay luôn. Mời em, mời lắm luôn á. Hấp dẫn. Năm xẻo là em ăn tiền em vui rồi. lý do gì mà các bạn ra đường ngày hôm nay nè? Vui anh ơi, đội của Việt Nam thắng là vui. Việt Nam vô địch. Vậy. Ê, hôm nay cho em gửi tới ví dụ cô Đại anh. Hôm nay em có chỗ nào cô Đại có gì? Em xin lỗi cô nha cô. Em xin lỗi cô Đại nhiều. Đúng là con trai của ta. Ê, vậy à, lý do gì à, tại sao đội tuyển Việt Nam nữ thắng mà các bạn không ra đường? Có mà, hôm qua em ra mà. Bạn nghĩ tại sao mà đội tuyển Việt Nam thắng, đội tuyển Nam Việt Nam thắng chúng ta ra đường đâu vậy, mà tại sao đội tuyển Việt Nam nữ chúng ta thắng mà chúng ta ra đường quá ít? Vậy là đội tuyển nữ chưa được gọi là trân trọng. Chắc chưa nhiều bạn thắng nhiều quá. Chắc chưa có. Nhưng mà em mê là được. Em mê là được. Ok ok, cảm ơn. Chính khoảng trong chính. Ok rồi. Quay đi loan, quay đi loan. Lý do gì khiến bạn ra đường vào tối nay? Dạ vì Việt Nam ơi và chiến thắng. À vì đội tuyển Việt Nam mình chiến thắng huy chương vàng SEA Games đúng không? Dạ đúng rồi. À vậy lý do gì mà đội tuyển Việt Nam nữ chúng ta cũng vô địch SEA Games mà mình không ra đường? Tại vì cũng vui là cũng mừng là ra nhưng mà không có hứng, sao vậy ăn mừng với một lần hay chọn rồi. Bạn thấy hôm nay đội tuyển Việt Nam đá là sao? Rất hay. Vậy bạn thấy đội tuyển nữ Việt Nam đá như thế nào? Rất hay luôn. Bạn có thể nói lý do tại sao mà cái hôm mà đội tuyển Việt Nam nữ chiến thắng đạt huy chương vàng á thì không ai đi báo mà đội tuyển Nam Việt Nam mọi người lại ra đường đâu như vậy? Tại vì nữ không có nghiêng về nữ nhiều, chú trọng về nam. Tại sao lại có điều đó? Chẳng biết nữa, tại nó vậy. Lý do tại sao mà bạn hôm nay lại ra đường? Dạ, hôm nay Việt Nam chiến thắng rồi. Ra đội tuyển Việt Nam nè, đội tuyển nam của chúng ta chiến thắng đúng không? Vậy lý do tại sao đội tuyển nữ bạn lại không ra đường? Dạ, cái đó tại vì em không theo dõi lắm. Vậy là mình chỉ theo dõi mỗi đội tuyển nam thôi đúng không? Vậy bạn nghĩ tại sao mà đội tuyển nam chúng ta lại ra đường đâu vậy mà đội tuyển nữ thì không ai ra đường? Em cũng không biết lý do là mấy. Bạn thấy hôm nay đội tuyển nam của chúng ta đá hay không? Có. Vậy bạn thấy đội tuyển nữ chúng ta đá như thế nào? Đẹp cũng hay đấy. Ủa, bạn có coi không? Nữ hình như là em không coi trận chung kết rồi, bán kết rồi vẫn coi. Vậy hôm đội tuyển nữ mà chiến thắng đạt chung kết á, đạt huy chương vàng á, bạn có ra đường không? Tại sao? Thực chất thì đội tuyển nữ nó vẫn không có gọi là nó ấy như đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển nam thì vẫn có thể là nhiều người xem hơn và có nhiều người quan tâm hơn là đội tuyển. Bạn nghĩ lý do gì mà khiến đội tuyển nữ không được nhiều người thu hút như vậy? Bởi vì là fan hâm mộ của đội tuyển nữ rất là ít. Với lại ở cái thời điểm mà Việt Nam mình vô địch thì đội tuyển nữ cũng không được gọi là được chú tâm cho lắm. Trong khi đội tuyển nữ thì năm nào cũng vô địch đúng không? Chắc là tại lâu Việt Nam mới vô địch đúng không? Cái gì cũng vậy cho mới nó vậy. Cho mình phỏng vấn mấy câu được không? Các bạn nghĩ sao về trận đấu của Việt Nam với cả Indonesia? Quá hay luôn anh. Quá hay luôn anh ơi. Vậy các bạn nghĩ sao về trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan? Vậy cũng quá hay luôn anh ơi. Lý do gì các bạn tới ra đường tối nay? Dạ đi bảo cho cổ vũ Việt Nam cho vui. Vậy lý do gì mà đội tuyển Việt Nam nữ cũng thắng chung kết mà mình không đi bảo? Em không biết đâu anh. Đúng không, công bằng anh. Như đây là hôm sau sáu á. Mấy bạn ơi, cho mình phỏng vấn nhanh một câu được không? Ok. Phỏng nha. Lý do gì các bạn ra đường ngày hôm nay? Dạ lên coi. Vậy lý do gì mà hôm đội tuyển Việt Nam nữ thắng các bạn không ra đường coi công an bắt xe? Em thích coi trai hơn. Ok, vậy đội tuyển Việt Nam nữ đá trận chung kết các bạn có coi không? Không, em chỉ biết là thắng thôi. Chỉ biết là thắng thôi hả? Rồi ok, mình cảm ơn. Biết anh sẽ thương nữa. Rồi cảm ơn nhiều.